Ngọc Anh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này, Ngọc Anh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà mới nhất thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với căn nhà này thì quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay. 30m², thiết kế và xây dựng là 5 tầng. Đây là ngõ trước nhà, kia là đường ô tô đi lại. Cách có đúng một nhà là ra tới đường ô tô đi được. Và từ vị trí ngôi nhà này thì nó khá là gần với Đại học Phenica, gần ngã tư Lê Trọng Tấn, gần bến xe Yên Nghĩa. Phạm vi bán kính 5km quay đầu xung quanh ngập tràn cho quý vị tiện ích. Và từ vị trí này thì cũng rất là gần Ủy ban Nhân dân phường, trạm trường, trường học, trạm y tế. Và với căn nhà sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà được luôn. Theo đúng như hiện trạng thì ngôi nhà thiết kế ra sao, mời quý vị theo chân em vào khám phá cụ thể. Với cái hướng nhà là hướng Tây Bắc, mặt tiền của ngôi nhà thì được 3,5m. Và với cái cửa chính thì thiết kế 2 lớp, bên ngoài là cửa cuốn điện, bên trong là cửa gỗ kính. Mời quý vị theo em vào khám phá cụ thể tầng 1. Đường nông, ngõ thoáng. Tạm thời trước mắt thì cái căn này rất là thoáng. Với cụm dự án này thì có 5 căn, đã bán 3 và chỉ còn 1 căn. Với cái thiết kế của nó tương đối là hợp lý. Tầng 1 thiết kế cho quý vị phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Ngoài đang đứng ở đây là phần tầng 1 của ngôi nhà, phần hoàn thiện cơ bản đã xong 100%, chỉnh chu, quý vị có thể dọn đồ về ở ngay. Sổ đỏ chuẩn chỉnh, trao tay, hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt xong hết rồi. Vị trí thì thuộc quận Hà Đông, đi lại tương đối là gần. Từ vị trí này mà đi lên tới trung tâm Hà Đông thì nó phạm vi bán kính khoảng tầm 8km thôi mọi người ạ. Lên tới cầu trắng ấy thì nó khoảng tầm 8km. Nói chung là phù hợp cho bác nào đi làm ở Hà Đông này. Căn này thì nó cũng gần với trục đường quốc lộ 6. Quý vị có thể đi làm theo trục đường quốc lộ 6 về dưới Trương Mỹ hoặc là đi ra tới bến xe, đi tuyến đường sắt trên cao. Đây, hợp lý đúng không ạ? Gạch lát nền kích thước gạch 60-60, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Hồ sơ điện nước lắp đặt xong xuôi, quý vị có thể dọn đồ về ở. Đây là phần phòng khách, đây là phần không gian phòng bếp. Với phần phòng bếp của ngôi nhà hoàn thiện xong hết cho quý vị. Tủ bếp thiết kế ở đây là tủ gỗ chống cong vênh mối mọt, tủ gỗ MDF mọi người nha. Mặt bếp thì ốp đá granite, xung quanh bếp thì ốp kính, ốp bếp, chậu rửa, vòi rửa, thiết kế và lắp đặt đầy đủ cho quý vị đây rồi. Đó. Nói chung là nhỏ nhắn, xinh xắn, hợp lý, phù hợp với công năng sử dụng của một hộ gia đình. Đây, tiếp theo tầng 1 thiết kế thêm một phòng vệ sinh đáp ứng công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1 cho quý vị. Bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Diện tích bé nhưng thiết kế công năng thì không hề bé tí nào mọi người nha. Tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 thiết kế là gỗ. Ngăn cách giữa phần cầu thang cửa chính thì thiết kế cho quý vị một vách CNC. Đó. Ngăn cách giữa phần cầu thang và cửa chính. Thường thường người ta bảo rằng là phong thủy thì tránh cái phần cầu thang cửa chính ra, thì thường thường như quý vị theo dõi kênh Nhà Tốt ấy thì biết rằng là đa phần những cái mà cầu thang hướng ra phần phòng khách thì chủ nhà nào cũng vậy, thiết kế cho quý vị một cái vách ngăn CNC hoặc là một cái tủ gỗ, tủ kệ gì đó. Mời quý vị theo em lên khám phá tầng tiếp theo của ngôi nhà. Trên phía tầng 2, tầng 3, tầng 4 của ngôi nhà thiết kế như sau thưa quý vị. Tầng 2, tầng 3, tầng 4 thiết kế cho quý vị công năng sử dụng. Mỗi một tầng gồm một phòng ngủ rộng như thực tế và một phòng vệ sinh ở phía bên ngoài. Đó, đây. Ban công mở. Từ vị trí ngôi này, nhà này rất là gần với chợ dân sinh. Cách với chợ dân sinh chỉ khoảng tầm 300m thôi mọi người ạ. Trường học mầm non, tiểu học ngay gần đấy. Phòng ngủ thì tương đối là rộng rãi, ánh sáng thoáng, ngập tràn không gian vào trong ngôi nhà. Cửa sổ mở để lấy thoáng đây. Đó. Nằm ở trong khu dân cư đông đúc mọi người nha. Vị trí ngôi nhà này ngay gần chợ dân sinh, trường học mầm non. Trên phía phòng ngủ này thì hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện đều được lắp đặt đầy đủ. Ở phía dưới sàn nhà thì thiết kế là sàn gỗ mọi người ạ. Đây là phần phòng vệ sinh sử dụng ở phần tầng 2. Phòng vệ sinh này tương đối là rộng, đầy đủ bồn cầu, đầu chờ bình nóng lạnh, hệ thống sen cây. Phòng vệ sinh này rộng rãi và được chủ nhà là ốp toàn bộ gạch lên trên tới tận trần cho quý vị. Rất là sạch sẽ. Lavabo.
Hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt riêng biệt. Nước sử dụng là nước sạch sông Đà và điện lực EVN Hà Nội. Đây. Cửa thông phòng thiết kế toàn bộ là cửa nhựa lõi thép mọi người ạ. Và mời quý vị theo em lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà. Trên với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế tương tự như tầng 2 thưa quý vị. Cũng gồm một phòng ngủ rộng, một phòng vệ sinh. Tất cả các phòng ngủ đều được thiết kế sàn gỗ. Ban công mở ra lấy thoáng. Phòng ngủ tương đối là rộng, vuông vắn. Tất cả các phòng đều được thiết kế hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm. Và đây là phần phòng vệ sinh tầng 3. Quan trọng nhất nó là vị trí đi lại thôi mọi người ạ. Chứ còn đâu thì nhà thì thực ra ấy, tất cả những cái nhà của nhà tốt quay được nó cứ đều na ná giống nhau. Đó. Thiết bị vệ sinh đây, lavabo, bồn cầu, gương tắm. Dạo này nó có nhiều cái hình thức rất là mẫu mã mới hiện đại mọi người ạ. Gương tắm đây. Có đèn led luôn mọi người ạ. Đây, tất cả cửa phòng vệ sinh đều thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Còn lại thì cửa thông phòng thiết kế toàn bộ là cửa nhựa lõi thép. Mời mọi người theo em lên tiếp theo khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà. Bởi vì tầng 2, tầng 3, tầng 4 thiết kế giống nhau. Vậy thì còn lại tầng 5 thiết kế ra sao? Mời mọi người đừng rời mắt khỏi video nhé. Và thưa quý vị, đây là phần tầng 5 của ngôi nhà. Trên phía tầng 5 thiết kế một ô giếng trời để lấy ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tiếp theo, chủ nhà thiết kế đây một ô nhỏ để quý vị làm phòng thờ. Rộng, thoáng, hợp lý, phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của một hộ gia đình. Đây là phần sân phơi. Này, sân phơi rất là thoáng. Và tính từ vị trí ngôi nhà này, quý vị có thể nhìn xung quanh thực tế. Nhà san sát nhau nằm ở trong khu dân cư đông đúc. Vị trí đi lại thuận tiện, giao thông phù hợp cho bác nào đi làm ở Hà Đông, Thanh Xuân, Trương Mỹ, Hoài Đức. Mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin, chi tiết cụ thể vui lòng liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.